Zaro xin mến chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Giao Đô. Trong video phát hành vào tối thứ hai, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2 năm 2022 và là ngày mùng 7 Tết năm Nhâm Dần năm 2022. Trong sản phẩm tối ngày hôm nay, Hoàng Giao xin phép được giới thiệu đến các bác đó là sản phẩm những đôi loa nghe nhạc trong phân khúc bình dân, thông dụng, dễ chơi, dễ phối ghép và đặc biệt chơi những dòng nhạc bolero trữ tình, nhạc nhẹ, nhạc vàng rất là hay. Và sản phẩm ngày hôm nay Hoàng Gia xin được nhắc đến đó là hai model rất là nổi tiếng của hãng Pioneer, đó là CSF7000 và CSF700. Thế thì trong hai phân khúc này thì hai dòng loa này thì có cái gì khác nhau? Thì hôm nay Hoàng Gia xin được review trực tiếp và cũng như được quay chi tiết để và gửi các bác chi tiết những cái thông số kỹ thuật và cái chiều cao kích thước để các bác cân đối về tài chính cũng như là cân đối về cái vị trí để chúng ta kê bày các bác nhé. Sản phẩm ngày hôm nay thì Hoàng Gia lên cho các bác đó là những mẫu loa bình dân, dễ ghép, dễ chơi các bác nhé. Và đặc biệt là nghe những dòng nhạc nhẹ, nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Vâng ạ, và để không mất thời gian của các bác thì Hoàng Gia xin phép được đi thẳng vào chủ đề chính trong video tối ngày hôm nay. Vâng ạ, Hoàng Gia sẽ giới thiệu các bác đó là F7000. Hôm nay Hoàng Gia có hai đôi ở đây. Hoàng Gia đặt hai đôi đây thì nó có lý do riêng của Hoàng Gia đâu. Đó là một đôi loa, hai đôi thì giống hệt nhau về tất cả các tuyến loa, thì không có gì khác nhau. Nhưng mà về hình thức bên ngoài thì nó sẽ có đôi chút khác nhau một chút vì nó là hàng bãi. Thì trong quá trình vận chuyển thì nó cũng khó tránh được những cái vấn đề va chạm nhẹ hoặc là va quẹt nó bị thẩm mỹ nó xấu một chút. Thì hôm nay Hoàng Gia đặt hai đôi loa ở đây để quay chi tiết cho các bác, và Hoàng Gia sẽ quay những cái nhược điểm cái đôi loa này nó đang bị ở chỗ nào thì Hoàng Gia sẽ quay chi tiết, và mỗi đôi loa sẽ có một cái mức giá khác nhau, nên là vui lòng các bác xem hết video, xem kỹ video. Hoàng Gia sẽ quay chậm và quay chi tiết những cái vị trí mà nó bị lỗi chỗ nào thì Hoàng Gia sẽ quay chi tiết, phải nhấn mạnh vào chỗ đó để các bác xem. Để khi các bác mua hàng thì các bác yên tâm là những cái gì mà Hoàng Gia có quay và có nói nó phải đúng cái sự thật ở trên video các bác nha. Và các bác nhận hàng được thì nó cũng phải đúng như những cái gì mà Hoàng Gia có nói trên video này. Vâng ạ, F7000 ạ. F7000 đây Hoàng Gia có hai đôi. Vâng ạ, hai đôi này thì về các tuyến loa thì Hoàng Gia xin giới thiệu chung cho ba đôi loa này. Tất cả các tuyến loa đều là hàng nguyên zin nguyên bản các bác nha. Hàng đánh từ Campuchia các bác nha, từ Campuchia. Về thì Hoàng Gia có tình trạng như nào thì Hoàng Gia sẽ bán như thế và sẽ nói như thế. Và còn các tuyến loa thì Hoàng Gia luôn cam kết cho các bác đó là hàng bãi nguyên bản nguyên zin các bác nha, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Đó. Vậy thì có gì khác nhau trong hai đôi loa này mà mức giá nó sẽ có thử sự chênh lệch nhau một chút? F7000 các bác nha. Về các tuyến loa thì Hoàng Gia sẽ quay chi tiết cho các bác này. Từ loa tép, loa chung. Đấy. Đều đẹp nha. Đấy. Loa bát, gân là gân vải và lỗ là thông hơi. Đấy. Đây là tất cả những cái rốn loa còn rất là căng nha, không bị xẹp hay là bị móp méo gì cả. Gân là gân vải thì là gân zin rồi. Đấy, yên tâm. Cái đôi này thì các bác lưu ý này, nó khi vận chuyển về thì
cái phần này là cái chân giả, cái chân giả đó nhá. F7000 là luôn có cái chân giả như này. Đấy, cái chân giả cao khoảng 5-6 cm thì nó bị đây, nó bị nõm chỗ này thì Hoàng Gia đã gia cố cho các bác rồi. Nó vẫn chắc thôi, nó chỉ để lại cái thẩm mỹ hơi xấu một chút thôi. Còn về chất âm thì nó không ảnh hưởng gì các bác nhá, vì nó chỉ là một cái chân giả thôi. Một cái chân giả nó gỗ nó rất là mỏng các bạn. Gỗ của nó mỏng thì khoảng chỉ khoảng 5-6 phân thôi. Cái bề dày của cái chân giả nó rất là mỏng. Đấy. Đấy các bác có thể nhìn bên trong này. Đấy, nó rất là mỏng, gỗ nó rất là mỏng này. Nên khi vận chuyển về ấy, thì nó rất hay bị hỏng ở cái chân này. Đấy các bác lưu ý nhá. Đấy, đấy là những cái lỗi hay gặp nhất của những dòng có những chân giả này, ví dụ như F77 này, F7000 này, A77 này, rất hay bị ở cái chân này. Vì gỗ rất là mỏng và hay bị toẹt. Đấy. Còn các tuyến loa thì đẹp rồi. Cái đấy thì Hoàng Gia sẽ cam kết cho các bác đầy đủ. Đấy. Đôi đẹp hơn. Đôi đẹp hơn thì cái chân nó đẹp hơn, nó không bị những cái lỗi như thế các bác nhá. Còn về các tuyến loa thì nó như nhau các bác nhá. Các tuyến loa, các thùng vách góc cạnh thì nó đều vuông vắn như nhau thôi. Đấy. E căng của nó thì là E căng đây rồi. E căng Hoàng Gia nó để sẵn ở đây. Đây là cái E căng của nó đây. Đấy, đây là E căng của nó đấy. E căng vải là zin nhá. Thì E căng nó sẽ có cái chip Yole ở góc này. Dòng loa F7000 này nó sẽ phân biệt bằng loa trái loa phải các bác nhá. Các bác lưu ý nhá. Nó sẽ có loa trái loa phải, đó là đôi loa đối xứng mà. Các bác để ý này. Bên trung bên tay phải thì đôi này thì trung với bên tay trái. Đấy, riêng F7000 nó là như thế. Nên khi các bác mua loa thì các bác phải lưu ý nhá. Để tránh trường hợp các bác mua phải hai một đôi loa lại cùng vế, cùng phải hoặc cùng trái thì nó cũng không ảnh hưởng đến chất âm các bác nhá, nó chỉ ảnh hưởng với thẩm mỹ thôi. Tất nhiên là thẩm mỹ thì chúng ta khi chúng ta bỏ căng ra thì chúng ta sẽ thấy được nó rất là buồn cười. Tất nhiên là đấy là những người biết thôi, còn với những người không biết thì cũng không khó nhận ra được và không có thể phát hiện được. Đấy, nhưng Hoàng Gia cũng xin chia sẻ thêm các bác là những dòng F7000 này nó sẽ có vế trái, tức là một cặp lệch, một trái một phải các bác nhá. Thì các bác đi mua và đằng sau nó luôn luôn có cái chữ nép rai. Thì lát nữa Hoàng Gia sẽ quay phía sau nhá, quay phía sau để các bác biết. Đấy. Và đôi những đôi loa F7000 này thông thường giá hiện nay nó cũng dao động từ khoảng những đôi đẹp là rơi đậu khoảng 7,5 triệu được các bác, 7,5 triệu. Đấy, thì trong video ngày hôm nay Hoàng Gia xin phép để cho các bác một cái giá đầu năm mới khai xuân và lì xì các bác áp dụng trong chương trình. Như hôm qua Hoàng Gia có trong video ngày mùng 6 Hoàng Gia có chia sẻ áp dụng từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 10 âm lịch với những bác nào lựa chọn nhanh tay những sản phẩm trong từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10. Và đôi loa này thì Hoàng Gia xin phép được bán với các bác với giá là 7,3 triệu đồng, lì xì 200.000 đồng cho các bác và giá là không bao gồm tiền ship các bác nhá. Và đôi F7000 ở đầu tiên này Hoàng Gia xin được bán với mức giá cho các bác giao lưu các bác nha, chỉ bị cái lỗi duy nhất ở chân thôi. Giao lưu với các bác giá là 7,000,000 đồng, 7,000,000 tròn các bác nhá. Đấy, 7,000,000 tròn. Và đôi F700 thì Hoàng Gia xin phép được quay cho các bác đây. Cũng là bác 25, dòng này là dòng thùng kín, cũng là gân vải các bác nhá. Đấy. Con này thì sở hữu một chung giấy, một tép đom và nó có hai vi tinh chỉnh tép và chung ở đây. Đấy. Con này thì nó là cái căng nó là như này các bác này. Đây. Đấy, căng nó đây. Đấy, căng nó các bác nhá. Đấy, khi các bác đậy vào thì nó sẽ là như thế này đây. Đó. Nó là như này. Đấy. Đấy, các bác hình dung như ạ. Đôi này thì đấy, tình trạng các tuyến loa đây. Rốn riếc là đẹp nhá, không có móp méo gì cả. Màu à, cân bằng, không có lệch màu. Đấy, các chiếc áp thì vặn rất là ngon, hoạt động các tuyến loa đầy đủ. Dòng này thì nó có cái một cái viền thanh nhôm inox rất đẹp, thanh nhôm. Đấy, và có chip Pioneer ở dưới này, một cái tem bằng nhôm. Dòng này là các bác chơi những dòng âm ni 7800 trơn, 7800 mắc đôi, 8800 mắc đôi, 7900 cũng được. Đấy, và rất nhiều các dòng âm ni khác cũng chơi dòng này rất là hay và rất là hợp luôn. Đôi này thì Hoàng Gia đang bán với cái mức giá là 6,500,000 đồng các bác nhá. 6,500,000 đồng. Và lì xì cho các bác 200 là còn 6,300,000 đồng. Đó. 6,3 triệu. Và bây giờ thì Hoàng Gia sẽ đo cái kích thước của hai dòng loa F700 và F7000. Sau đó thì Hoàng Gia sẽ quay phía sau để các bác nắm bắt được cái số seri của nó nhá. Đôi này là đây, một loa của nó cao là 72 các bác nhá.
cao 72 và chiều ngang của nó là 35. Đó. Chiều sâu thì nó là khoảng 32, nếu các bác lắp căng nó khoảng 32 các bác. Đó. Và bây giờ thì Hoàng Gia xin phép được quay về phía sau để quay từng đôi nuột các bác nhé. F7000 đây, các bác nhìn này. Thứ nhất là trở kháng là 8 ohm và công suất của nó là 60W, mắc là 60W một loa, một thùng. Đó, các thùng vách rất là đẹp nhá. Nguyên bản bãi các bác nhá, thùng vách là đẹp nhá, không có tút tát gì các bác nhá. F7000 thì các bác nhìn này, nó có loa rai là phải, lép là trái này. Đấy, lép trái này. Con này thì công suất 70W, trở kháng là 8 ohm. Đấy. Series của nó là 94V này. Con này là 878V. Đấy, các bác cứ nhớ cái số mà em đọc. Chiều cao của F7000 thì có nhỉnh hơn F700 một chút. Chiều cao của F7000 thì nó có cái chân giả nên là nó cao lên 73 rồi, 73cm. Chiều ngang của F7000 là 36 các bác nhé. Và chiều sâu không tính căng của F7000 là 30. Tính căng nó khoảng 5cm nữa, khoảng 35 các bác. Đấy. Còn đôi rẻ hơn một chút thì đây, các góc cạnh nó đây. Góc cạnh cũng còn tương đối là đẹp các bác nhé. Cũng loa phải này, đây loa trái này. Đấy, con này thì có series là 565, con này là 85V. Đấy, tất cả góc cạnh ở dưới là không có bể nở các bác nhé. Nguyên bản hết, tất cả là nguyên bản. Đấy, chỉ có những cái chỗ nho nhỏ như này thì Hoàng Gia cũng xin chia sẻ, nó hàng bãi thì sẽ khó tránh. Đấy, nhưng quan trọng nó là nguyên bản. Nguyên bản từ vỏ thùng đến các tuyến loa luôn các bác nhá. Đấy. Đằng sau cái này còn rất đẹp. Thực tế mà nói thì bác nào mà khéo tay mà biết cách làm thì có thể gỡ cái chân này ra này, xoay cái mặt sau về mặt trước các bạn, xoay cái mặt sau về đằng trước, vì đằng trước đang xấu mà, đằng trước đang xấu thì gỡ nó ra, xoay nó ra, cho cái này về phía trước, ok, nó lại đẹp bình thường. Tức là mình giấu cái khuyết điểm này các bác, đấy cũng là một cái cách để chúng ta làm cho nó đôi loa nó đẹp hơn các bác nha. Đấy. Bởi vì tất cả cái phần này nó bắn ghim mà. Cái phần chân giả này với cái phần thùng loa này nó bắn bằng những cái ghim như ghim sách ấy các bác. Đấy, thì các bác có thể gỡ ra và các bác đảo lại, hoặc là nhờ anh em nào làm thợ mộc ấy, người ta gỡ ra xong nó người ta dập lại cũng khá là ok. Vâng ạ, và trong video vào tối thứ hai ngày đầu tuần, ngày mùng 7 tháng 2 dương lịch năm 2022, em Hoàng Gia Audio cũng nên cho các bác đó là những sản phẩm là những đôi loa bass 25. Các dòng F7000, F700 này thì các bác rất là dễ ghép âm ly các bác nhé. Các bác đánh với dòng âm ly của Piolo hoặc Sansui hoặc Marang hoặc Lukman thì đều hay hết luôn các bác nhé. Những dòng âm ly còi rẻ tiền thôi, 3-4 triệu thì chơi dòng này cũng rất là ok rồi. Nó không quá khó ghép âm ly. Đây là những dòng loa phải nói rằng là dễ ghép nhất trong những cái dòng loa mà đang có mặt ở trên thị trường này các bác nhé. Và đặc biệt là nó cái giá trị của nó thì không nhiều, mà để cho chúng ta chơi được những đôi loa có âm sắc tốt trong cái tầm tiền thì đây là những cái sản phẩm mà nó là những cái model mà được thịnh hành và được bán rất là rộng rãi trên thị trường âm nhạc của Việt Nam chúng ta. Vâng ạ, và sản phẩm ngày hôm nay thì Hoàng Gia xin phép kết thúc tại đây. Vâng ạ, mọi thông tin chi tiết thì mời các bác liên hệ với Hoàng Gia Audio theo số điện thoại như trên tấm biển ạ, 0975884009 ạ. Ngày mai Hoàng Gia sẽ lên sóng cho các bác những cái sản phẩm đó là cục pao đèn của Lukman các bác nhé, pao đèn Lukman và con đầu cối của hãng Akai GX77 các bác nhé, chạy băng 7, băng 5, băng 7, 2 chiều, 4 trách. Vâng ạ, và xin phép Hoàng Gia xin kết thúc ở đây. Và con âm ly 7800 trơn này thì Hoàng Gia xin phép để các bác cái giá đầu năm 7.500.000 đồng, máy đẹp nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, máy đã dọn vệ sinh rất là kỹ và đã test rất là kỹ rồi trước khi gửi cho các bác. 7.500.000 là giá khai xuân các bác nhé. Đó. Vâng, cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn. Và Hoàng Gia xin được phép kết thúc video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo ạ.